Xin chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày thứ bảy và cuối tuần thật là vui nha. Thời gian nó trôi qua thật là nhanh luôn á, quay tới quay lui một tuần nó lại cứ qua đi. Đây cũng là thời gian luôn là cái ngày thật là vui á, mình có thời gian mình rảnh rỗi nhiều hơn, lên đây ngồi để tâm sự với mọi người và cũng như chia sẻ với mọi người những cái vui, những cái đẹp mà mình có để mọi người cùng biết. Và trước khi cũng như tuần trước, Vân có chia sẻ với cả nhà những cái món quà mà Vân nhận trong cái ngày kỷ niệm mà 2 năm mình đã sống ở nơi đây. Có một cái gói quà mà Vân cũng có nói là nó đang lạc trôi từ đất của mãi tận tuần này, cũng mới tới từ đầu tuần, và hôm nay cũng muốn chia sẻ với cả nhà xem cho nó vui. Và trước mắt á, trước khi Vân mở cái gói quà này ra thì thật sự là mình cảm thấy rất là vui. Trong một tuần vừa rồi á, nói chung là đã đi làm á, thì luôn luôn có những cái ngày này ngày kia và luôn cảm thấy rất là mệt mỏi, bởi vì đã đi làm thì chắc chắn nó sẽ không có như đi chơi được vui, được thoải mái. Nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là vui luôn, bởi vì mình sắp có một cái sự chuyển biến mới trong công việc. Ngồi đây cũng muốn chia sẻ cho những người thân quen, những người bạn và những người quen biết luôn biết được cái niềm vui của mình. Thì tuần sau thì Vân sẽ được training, sẽ được học việc ở một cái khu vực khác, cũng cùng là bộ phận thôi, nhưng mà Vân được chuyển qua một cái khu vực khác để Vân tiếp tục học một cái công việc mới. Nó cũng tương tự như cái công việc hiện giờ Vân đang làm, nhưng mà nó sẽ có những cái mới hơn. Và cái điều mà mình cảm thấy rất là vui á, là những cái công sức của mình lâu nay mình luôn luôn cố gắng, luôn luôn tích cực, luôn có trách nhiệm và ý thức cao trong công việc á, thì mình đã được xứng đáng nhận lại một cái điều nó tốt hơn. Và rất cảm thấy rất là hạnh phúc vì bao lâu nay á, cái công sức của mình và cái con người, cái cách thức làm việc của mình nó cũng được sếp người ta nhìn nhận, và họ luôn muốn giữ Vân ở lại làm cho công ty và luôn tạo điều kiện và cơ hội để mình vẫn tiếp tục mình ở lại là mình làm. Và những người bạn làm chung của mình cũng vậy, họ cảm thấy rất là vui khi được làm chung với mình và rất là thích khi làm việc với mình, vì họ có những cái comment đối với sếp về cái bản thân mình là luôn luôn ở khu vực làm việc luôn rất là tích cực, rất là hăng hái và rất là giúp đỡ mọi người. Trong cái công việc, cái khu vực của mình đã, công việc nó đã xong thì mình thường hay đi qua những chỗ khác để hỏi coi công việc của họ đã ok chưa, có cần giúp hay không, mà luôn luôn offer to help đối với những người làm chung. Cho nên cũng một phần họ lên tiếng nói cho nên đã tạo điều kiện cho mình có một cái bước tiến tốt hơn trong công việc. Và tuần sau cũng rất là hồi hộp, và nhưng lại thiệt là vui khi mình được thử sức ở một cái khu vực mới. Mình cảm thấy ngồi đây là mình có thể mình nói ra được những cái tâm tư tình cảm của mình với những người bạn thân yêu, hoặc là những người quen biết cũng vậy, những người mà dễ thương mà Vân đã từng biết, để chị cũng biết được cái tình hình của mình ở bên này nó như thế nào, ra sao. Đó là cái sự chia sẻ cho nó vui thôi. Chứ thật ra thì ai mà quan tâm, ai để ý tới thì mình rất là trân trọng những cái điều đó. Mình cảm nhận là mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Ngoài cái năng lực mà mình có, mình luôn luôn cố gắng nỗ lực để mình làm cho cái công việc nó tốt đó, thì cái sự may mắn thì Vân thấy không thể nào thiếu trong bất cứ mọi lĩnh vực, bất cứ mọi công việc mình làm.
giờ thì cũng có những cái người người gốc Thụy Điển á, người ta cũng có làm chung vào cùng thời điểm với mình, nhưng vì cái khu vực của họ cũng có thể làm công việc nó bớt đi cho nên họ tạm nghỉ, rồi khi nào có thì họ sẽ được gọi vào làm. Nhưng mà mình lại rất là may mắn là mình cứ luôn làm được xuyên suốt cái công việc của mình. Và một điều rất là đáng vui và rất đáng trân trọng là sếp họ đều, từ sếp lớn cho tới những người sếp cấp dưới hơn, họ đều nhìn nhận được cái sự nỗ lực, sự cố gắng, sự trách nhiệm tận tình và cái tính cách mình trong công việc. Và những người bạn họ cũng thích khi được làm chung với mình. Đó là những cái mà làm cho mình thật sự rất là vui luôn. Không có cái niềm vui nào mà mình có thể nói hơn. Đó, cho nên lên là chỉ muốn chia sẻ tâm tình với mọi người về cái vấn đề đó. Và cũng mong là từ đây trên con đường còn lại của Vân thì sẽ vẫn sẽ suôn sẻ được tốt đẹp. Thì chắc chắn sẽ có những ngày này ngày kia thôi, nhưng mà ăn thua là do cái bản thân của mình nữa. Và đây, giờ vui cũng đã đến. Ngoài những món quà tuần trước á, Vân được nhận thì cái gói này là cái gói lạc trôi từ Đức, và tới tuần này á, đầu tuần này thì nó đã đến. Và mọi người thấy không? International package Deutsche Post from Germany. Bây giờ cũng muốn chia sẻ với mọi người xem cho nó vui, và để coi mình có những cái gì. Nếu mà các bạn có quan tâm á, thì cũng có thể cho mình biết. Thật ra khi mà mình đi qua đây rồi, những cái thói quen, những cái sở thích của mình cũng thay đổi. Thì như Quân cũng đã nói, mình đâu có được đi xa bà như ở Việt Nam đâu, sau giờ làm còn đi đây đi đó, đi lang thang, đi cà phê, pháo, ăn uống với bạn bè. Mà từ lúc vào đây rồi thì mỗi cái cuộc sống, mỗi cái văn hóa của những cái nơi mình sống sẽ khác. Đó, cho nên nó cũng ảnh hưởng, cho nên những cái thói quen, sở thích của mình nó cũng thay đổi. Hồi nào giờ trước, nào giờ đâu có cái vụ quay video nào kia. Nó từ lúc vào đây cũng là tìm một cái gì đó làm cho nó vui trong thời gian rảnh. Just as usually, today's weekend is my favorite time. I can sit here and share with everyone my happiness, my beauty stuff that I feel is good, so everyone can also know about this. And today I just opened the last package, which was arrived early this week from Germany, to see what I'm gonna have, so that everyone can also know and share with me your interest also. I'm just really happy that I'm really much looking forward to a new week ahead, that I have a new challenge, a new step of my work. Và đây Quân đã mở cái hộp ra rồi. Còn cái gì nữa vui hơn nữa không? Đây là một cái hộp mỹ phẩm từ Đức. Đây, Quân có nhận được cái voucher 15% discount, Phantom percent rabatt of smoke. Cái này là tiếng Đức nè. Tôi nghĩ tiếng Đức lâu quá rồi cho nên tôi cũng không nhớ. I have studied German in 2 years, but don't use it for a long time, then I also forgot. Nhưng mà đại khái đây là 15% voucher ở trong cái package, trong cái hộp quà mà Vân nhận được cho cái lần mua hàng kế tiếp. Vân sẽ xem sau. This is the package from Germany that I received early in this week. The last present package that I got from my sweet one. Oh, it's really nice.
Ở trong đây Vân có nhận được một cái dầu thơm, thổi dầu thơm perfume sample. Wow, I love this stuff really much and it's not gonna ever be enough. Rất là dễ thương ha cả nhà. Cái mùi nó cũng ok, rất là nhẹ nhàng, rất là xinh. Đây là cái voucher. Đây, một cái chai dầu thơm. A perfume sample. Oh. Một chai nước sơn móng tay. Và không những mỹ phẩm Vân có rất là nhiều, mà những chai nước sơn của nhiều hiệu khác nhau Vân có một thùng ở ngoài kia. Bởi vì Vân rất là thích những cái gì mà điệu và đẹp. Thì Vân mà không điệu thì không ai điệu hết á. Vân có rất là nhiều để Vân thích những cái giờ rảnh đó, Vân tự Vân làm hay giống như đó, Vân tự Vân làm những cái đơn giản thôi. Và hiệu này là hiệu Catrice Cosmetics. Lúc trước á, Vân hay coi trên YouTube, Vân thấy cái hiệu Catrice này của những người đẹp chuyên nghiệp người ta có hay đề cập đến. Thì cũng lên trên mạng tìm hiểu, lúc đầu nghĩ là của Mỹ thôi. Bởi vì Mỹ, các bạn cũng biết, mọi người cũng biết, Mỹ là một cái thế giới đồ đạc, từ đồ thời trang cho tới mỹ phẩm rất là nhiều. Thì Vân cứ nghĩ trong đầu, cái này chắc của Mỹ. Nhưng sau đó lên tìm hiểu xem mới biết là cái Catrice này là cái thương hiệu của Đức. Cũng khá là có tiếng về đồ mỹ phẩm. Và cũng Vân thấy là cái review của họ cũng rất là tốt. Thì cũng cách đây chưa hơn một tháng, từ lúc mà Vân biết cho tới bây giờ, cái Vân cũng hay lên online, Vân coi online bên này người ta có bán hay không, để cũng có thể là Vân mỗi tháng Vân sẽ tự thưởng cho mình một vài món đồ để mình dùng. Thì thường Vân cũng hay, khi mà Vân thấy cái gì đẹp, cái gì mà xinh xắn dễ thương, Vân cũng hay save lại và Vân gửi cái link cho ông xã của Vân, để khi mà mình cần đó thì mình có để mình biết để mình mua. Thì không ngờ hàng gì, từ lúc trước Vân cũng có nói ông xã đã âm thầm mua tất cả những cái món đồ, không phải là mua hết tất cả nhưng mà cũng mua những cái món mà Vân đã gửi đường link để cho những cái đường link cũng những cái món hàng đó mà Vân có gửi qua cho ông xã, là chính ông xã đang ngồi âm thầm cái buổi sáng đó. Trong cái tuần trước, cái tuần mà tuần trước á, đã order cho Vân những cái món đồ của tuần vừa rồi. Và bây giờ là cái hộp mỹ phẩm của Đức. Cho nên khi mà Vân nhận cái này mình cũng cảm thấy rất là bất ngờ. Bởi vì ông xã đã để ý và nói chung là biết mình rất là mê những cái này. Và mặc dù có nhiều nhưng mà không bao giờ là đủ hết. I have a lot of cosmetic but for me seems not ever be enough. And today I just got a new cosmetic from Germany. Catrice, also popular brand from Germany. Khi Vân thấy cái thương hiệu này á, thì thật ra là Vân không có ngỡ ngàng lắm, bởi vì Vân đã biết được cái thương hiệu này từ trước và chính Vân là người gửi những cái đường link đồ đạc á, cho ông xã để giữ lại khi mà mình cần, mình thích á, thì mình có thể mình tìm lại để mình mua. Thì không ngờ là đã nhận được cái mỹ phẩm thương hiệu của Đức. Catrice. Và đây là chai kem nền HD Liquid Coverage. Thì với cái chai này nè, khi mà Vân thấy những cái người professional YouTuber người ta có review về cái thương hiệu này rồi, và Vân thấy rất là ok. Nó cũng như cái chai Wet n Wild của Mỹ, là một cái dòng mỹ phẩm super affordable cosmetic. Cái giá nó cũng khá là tương đối, nó cũng bình dân, nó không quá mắc nhưng mà nó cũng không phải là rẻ. Thì chút xíu nữa mình sẽ hỏi không biết cái giá này, cái chai này là bao nhiêu đó. Mọi người nhìn đi, nó có một cái đầu bơm luôn, rất là tiện lợi cho mình khi mình sử dụng, mình không có phải lấy ra tay. Đó. A new cosmetic
in my collection HD liquid coverage from Kettrich, Germany. Lần sau Vân sẽ, và cái tông màu Vân thấy ở đây nó ghi là mình có hiện giờ là sand beige 30. Rất là mắc cười. Bởi vì đây là những cái món đồ mà Vân gửi đường link rất là nhiều cho ông xã của Vân, mà bây giờ ông xã Vân đã mua, âm thầm mua hết tất cả cho Vân những cái món này. Không phải là hết tất cả những cái món hàng mà Vân đã gửi, nhưng mà đa phần là những cái món đồ mà Vân rất là ưa thích. Vân đã lưu lại cái đường link đó để khi mà mình cần đó mình mua, thì bây giờ Vân đã nhận được hết những cái món này, cho nên mình thấy rất là mắc cười. Và cái màu này là màu sand beige, thường là những cái tông màu rất là trung bình, những cái màu da có thể nó sáng hơn tông da, nó bằng tông da hoặc tối hơn là do cái sắc tối da của mỗi người. Thì Vân sẽ thử trong lần tới. Đây là một cái chai sơn móng tay màu cánh gián, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Ok, còn gì nữa? Một chai một cái mẫu thử dầu thơm khác. Wow, cái mẫu thử này của Yves Saint Laurent. Cái từ này nó đọc cũng khó, tại vì từ tiếng Pháp. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Cũng khó đọc, mà không biết đọc sao, mình đọc đại đó. Và đây là mẫu thử của Clamphine. Đây là Eau de Parfum, là cái chất nó là tinh chất đậm đặc nhất trong những cái hàng như của dầu thơm. Là cái mùi nó là giữ mùi rất là lâu luôn. Và Vân rất, thật sự ra Vân thích, rất là thích những mẫu thử này, bởi vì chính những mẫu thử này là những mẫu nguyên chất luôn. Còn những cái chai đó người ta cũng chiết xuất từ những cái mẫu thử nguyên chất này mà ra. Đó, đây mọi người nhìn ha. Ôi, cẩn thận không thôi bị vẽ nha. Hôm nay Vân xí đú là Vân đẹo, Vân mua cái băng đồ mới mà nó rất là mềm cả nhà ơi. Nhờ có cái này á, tìm mua những cái này để mình làm công việc với nó kia nó cũng tiện, mà nó cũng xinh xắn trang trí. Mà có một cái đúng là đồ của mua nó mắc, đúng là tiền nào của đó, nó không làm cho mình nhức đầu. Chứ thường mà Vân đeo băng đồ từ trước tới giờ chưa bao giờ biết đeo băng đồ nhiều là gì, bởi vì nó hay làm cho mình bị nhức đầu á. Nhưng mà cái hôm nay đeo thử thấy ở đây nó mềm lắm, thì có khả năng nó sẽ không có làm cho mình bị nhức đầu. Mà đeo cũng mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Đây cả nhà nhìn nha, cái này chỉ có 15mm thôi, made in Germany. Đó, chắc cả nhà thấy ha. Thì Vân cũng không biết hiệu này, nhưng mà thôi, được miễn phí là thấy thích rồi. Mà miễn phí những cái này nữa là rất là giá trị, đậm đặc luôn. Eau de Parfum Yves Saint Laurent. Đó, thế là mình được hai cái mẫu thử dầu thơm nha. Đây là một chai kem nền của Catrice, mỹ phẩm của Đức, cũng khá là có tiếng, giá cũng bình dân, trên mức trung bình một tí xíu, có tiếng nhưng mà không có quá mắc, nhưng mà cũng không phải rẻ, cũng ok. Đó, không biết đúng không. Son, lại là son, một cây son Catrice. Trời ơi, thích quá, thấy không, cái nhà thấy không, không biết chứ sao chứ cả nhà thấy nữa. Catrice, một màu ultimate
460 color cool brown. Trời ơi, ông chồng hết sức là tâm lý. Những cái màu là toàn những cái màu mà luôn luôn mê, là màu nâu, nâu tím hả, hay nâu thẫm gì đó, Vân cũng không biết nữa. Chút xíu nữa Vân sẽ tẩy trang màu và Vân sẽ cho cả nhà cùng xem luôn. Nó có một mùi hương rất là nhẹ. Và Vân nghĩ là đối với những người không thích mùi hương thì chắc nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều. Ở trên thân của cây son có cái chữ luôn, Catrice. Mọi người thấy cái chữ của nó, người ta khắc nó luôn. Vân lấy mẫu để chút nữa Vân chụp hình. Vân rất là thích hình ảnh luôn á. Chắc sẽ sắm cho mình một cái camera thật là chuyên nghiệp. Ở trên thân son mọi người thấy không? Có cái dòng chữ ghi Catrice. Đó. Một mùi hương rất là nhẹ và cái son màu trong video nó sáng hơn ở ngoài một tí. Trong tay Vân cầm nó là một nâu tím đất á. Nếu mà đẹp Vân sẽ order nguyên một bộ son này. Xinh quá cả nhà ơi. Nó giống giống cái màu Vân đang xài của 3CE. Đây. Trời ơi thích quá. Không ghi nữa. Cool Shine. Đây chỉ là cái brochure của họ thôi. Không có gì đặc biệt hết. Cái hàng này đồ ok. Hàng gì đó lý do tại sao mà Quân cũng không hiểu là cái gì mà phải chuyển từ Đức qua. Đây là cái cuốn brochure của họ. Nó sẽ có những cái thông tin đồ đạc này nọ chia trong đó. Và nếu mình mua những cái mặt hàng này thì mình sẽ được giảm giá từ ở bên cái công ty online của Thụy Điển. Mình thấy không? Sẽ được giảm giá. Đó, nhiều lắm. Còn gì nữa đây? Trời đất, mình biết cái này là cái gì rồi. Chắc cái này chàng đã tự order cho chàng. James Bond 007. Một cái bộ phim mà ông rất là mê. Và sữa tắm hay cái gì các cái, ông xã Vân cũng hay dùng cái thương hiệu này. Chai sữa tắm mùi nó cũng thơm như mùi dầu thơm vậy đó. Và từ chai xịt lần trước đó, không biết được gì mà Vân cũng có mua tặng cho ông xã một cái chai xịt giống như vậy. Tôi nghĩ chắc là chai đang khử mùi của David Beckham cũng ok lắm. Và chai này là James Bond 007, mùi hương rất là thơm, nồng nàn. Nhưng mà nó không có nặng, nó không có kiểu như nó mạnh quá nha cả nhà. Nhưng mà nó giữ được trong cơ thể rất là lâu luôn á. I think he just ordered this for himself. His favorite. Oh my god. He just know my taste. And this is the last package from Germany. The last package present from Germany just arrived early this week. Catrice, really new cosmetic for me, but also popular and super affordable from Germany. I'm gonna try this next time and share with everyone how it is. Vân sẽ sử dụng cho lần sau và sẽ chia sẻ với cả nhà nó sẽ như thế nào nha. Và nếu mà mọi người có mối quan tâm thì cũng có thể cho Vân biết để lần sau khi mà Vân về Việt Nam thì cả nhà cũng có thể mua những cái món hàng này trong cái bộ sưu tập của mình. Và
sẽ chia sẻ với cả nhà cùng xem lại. Đây là chai kem nền, đây là cây son, nó cái vỏ của nó là bằng nhựa nhưng mà thiết, có mùi sơ thơm nhẹ, màu sắc là tuyệt vời, từ thiết kế cho tới cái màu luôn. Để Vân thử mình sẽ coi nó còn màu khác nữa không, thì Vân sẽ order với một bộ này luôn. Đây là một cây, một chai nước sơn nail polish, also from Catrice. Đây là hai mẫu thử. Dầu thơm. Nó còn phải cắm sạc một tí xíu, nó sắp hết pin rồi. À, cái dây sạc của con dễ thương không? White. Con này là con crocodile, con cá sấu. Nó còn nhiều màu lắm. Nó tắt giữa chừng. Ok, đó là cái gói cuối cùng của mình không? Không, hết rồi. That is the last present package I just got. Thôi, cả nhà thấy không? Mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Ngoài cái khả năng, năng lực của mình đó, mà mình sống ở một cái đất nước tốt mà lại gặp những cái sự may mắn trong công việc cũng như trong hạnh phúc trong gia đình, thì không có còn cái gì là một cái sự cao sang quyền quý hay là cái sự mơ cái gì đó nó quá tầm cỡ để mình mơ ước tới nữa. Như vậy là quá đủ và quá là hạnh phúc. Vung cái này vô không phải sao nó rớt ngoài nhỉ? Đó, ok, sẽ cho chia sẻ với cả nhà lại cùng xem. Ngày hôm nay á, Vân sử dụng cái màu mắt của cái hộp lần trước, cái món quà lần trước, một trong những món quà lần trước mà Vân xài, đánh rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Mình không có trang điểm chuyên nghiệp, mình không có là người chuyên nghiệp gì hết, chỉ là đánh muốn quánh đại cá nhân thôi, nhưng mà nó đã ra được như vậy rồi, thì cái hộp này mà nó rớt vào tay của những người bạn hoặc những người mà Vân quen biết chuyên nghiệp đó, thì nó lại càng đẹp hơn như thế nào nữa. This is one of my presents that I used today and it's just perfect shades, you know, ombre. Hôm nay Vân có sử dụng màu cái màu này, màu ở đây nè, Vân sử dụng cái màu này và màu này, Vân tự Vân quánh lại. I am not a professional at all, I just can only do for my personal, for myself, but I feel that this is a really nice shade of eyeshadow, six packs eyeshadow ombre. Chắc lần sau Vân sẽ sử dụng cái màu rêu thử. Cái tông này, cái hộp này là một cái hộp vàng đồng thiệt là tuyệt vời luôn á, khi mà đánh lên trên mắt của mình á. Khi mà nó đánh lên trên mắt của mình á, là đánh tới đâu là nó ăn màu tới đó luôn, nó không có bị rớt cái phần nhũ xuống mắt nhiều, chứ không thôi là nó sẽ tàm lem như là mặt của Tề Thiên luôn á. Rồi đến lúc đó mình không biết cách sửa làm sao, tại mình đâu có chuyên nghiệp như người ta mà mình biết được nó sẽ chỉnh sửa như thế nào đó. Cho nên hôm nay Vân đã thử và Vân cảm thấy rất là thích cái hộp này luôn đó. Cho nên mọi người hãy xem trong cái collection của Vân. Đó,
nó xem trong cái collection của Vân những cái gì mà Vân yêu thích thì có thể nói cho Vân biết. Nhưng mà thật ra nhá, bây giờ Vân không có mua riêng từng hộp ránh mắt nữa, tại vì mình không có xài nhiều. Chỉ có từ lúc qua đây có một cái thói quen khác là thích ngồi chia sẻ cái này, chia sẻ cái kia, rồi quay đi video nấu ăn, quay đi video khi nói chuyện với mọi người như vậy thôi. Đó, cho nên mới muốn cho mọi người biết cái hộp này rất là ok nha cả nhà nha. Và Vân bây giờ cũng hay thích mua chung như vậy nè. Khi mình xài, thứ nhất là nó không có bị phí, tại vì mình đâu có là cái người đi chuyên nghiệp trang điểm cho khách hàng này nọ này kia đâu, mình mua nhiều quá. Giống như lúc trước ở Việt Nam thì cũng thích lắm, mua từng hộp nhỏ, nhưng mà rốt cuộc không xài rồi cũng bỏ. Cho nên đây là một cái sự lựa chọn rất là tốt. Ngay cả khi mua đồ cũng vậy, mình rất là thích cái món đó mà mình không biết nó có hợp với mình hay không, cho nên mua thử. Nhưng mà khi mà mua thử mà được những cái món đồ nó quá tuyệt như vậy thì thật sự là không có mất công sức, cũng không có mất cái tiền của mình. Và cái món thứ hai của tuần trước mà Vân nhận, the second present I just have last week as I share to everyone, is the cleaning mats. Cái màu này nó chói quá, nó làm cho bị màu turquoise nha, màu xanh ngọc, không xanh ngọc hay turquoise, màu turquoise rất là đẹp nha cả nhà. Nó có 5 cái miếng này, mình dán lên trên làm bùa để mình giặt cọ này nọ này kia. Đây là cái món thứ nhỏ, thực sinh thứ hai. Đây là cái món thứ ba, this is third present I got, super beautiful mermaid brushes, bộ cọ cá có đầy đủ hết tất cả các loại cọ để cho mình sử dụng. Tôi nghĩ ra đây là cọ phấn phủ đó, cũng như tuần trước con có chia sẻ với mọi người cùng xem, con có thể đây là cọ mắt nè. This is brushes for eyes, đây là cọ thường xéo như vậy là dùng để tạo khối, contouring này kia đó, highlighting. Và Vân nghe ông xã Vân nói nữa là cùng với cái bộ cọ này mà ông xã Vân mua cho Vân á, thì nó có một bộ y chang như vậy luôn. Tán lý là cái bộ mà order đó là tất cả là 14 cây, nhưng không hiểu sao Vân nghĩ khi mà tuần trước Vân nhận thì Vân nghĩ chỉ có một bộ này thôi, nhưng mà xong sau đó thì ông xã có nói là có một bộ khác nữa, cũng là bộ cả cọ cá luôn, nhưng mà là màu vàng đồng, thì nó tùy hãng công ty nó chưa có tới. Chứ thật ra là mình có tới 14 cây. Actually I have 14 brushes, but then somehow the 7 brushes of this color coming first. Okay. Tự nhiên đưa những cái màu này lên màn hình cái nó làm cho tối màn hình. Rất là thích nha cả nhà, chắc tuần sau Vân sẽ thử cái này. Không còn cái gì nữa không? Ngoài những cái món đồ của tuần trước Vân nhận thì trong đó có một cái cây giá đỡ điện thoại, đúng chính xác những gì mà mình mong muốn luôn. Tuần trước Vân thử dùng này, hiện giờ Vân đang sử dụng cái giá đỡ điện thoại, mà cái điện thoại của Vân được đứng luôn, là cái cây đang sử dụng đó. A super gorilla tripod standy for iPhone I'm using now. It is exactly I'm looking for and I love it so much. Và ngoài ra thì còn những món đồ của ngày hôm nay, đó là cái gói quà cuối cùng, cái hộp quà cuối cùng từ Đức, từ Đức mà Vân nhận được ngày hôm nay. Rất là xinh xắn nha cả nhà nha. Và được tặng kèm offer hai cái một thật của dầu thơm và một số cái brochure được giảm giá để cho mua lần tới như thế nào thì chút xíu nữa mình sẽ xem. Còn cái này ông xã tự order cho ông xã. Trong suốt tuần vừa rồi á, rất là thích hai cái màu son này của 3CE.
Nhưng mà không lẽ bây giờ mình đi làm á, mình đánh nguyên một cái một môn nó đậm quá thì coi nó cũng kỳ, nó lại nổi trội quá. Cho nên vẫn sử dụng ombre, cái lòng môi thôi. Đó, mọi người nhìn nó cũng xinh xắn, nó nhẹ nhàng. Mà hồi nãy Vân đi ra ngoài Vân ăn uống nó cũng đã trôi bớt một phần rồi. Và hôm nay cái màu lòng môi á, thì ombre I'm using is 3CE, cái màu số 117 Chic Foam. Rất là dễ thương, nghe ơi đẹp lắm luôn á. Vì chính vì nó đậm á, mà mình đánh đi làm nguyên một cái màu môi thì nó lại kỳ quá. Cho nên Vân sử dụng mê quá, Vân sử dụng lòng môi nhẹ nhàng ở trong. Còn ở ngoài thì Vân tán đều cái mỗi lớp mỏng ra. Đó, trong suốt nguyên một tuần này là chỉ sử dụng đúng hai cây này thôi. Hai cây này. Đó, màu này là màu đỏ. Đỏ thẳm. Đẹp lắm. Trong video thì cái màu nó sáng hơn so với cái màu ở ngoài một tí. Và bây giờ con đã có một người bạn mới, một cái dòng son mới của Catrice from Germany. Vân sẽ thử lần sau. Nếu mà đẹp nữa, Vân sẽ order nguyên một bộ này luôn. Nhưng mà để hỏi ông xã thử coi cái đường link á, kiểm tra nhờ ông xã kiểm tra coi nó còn cái màu nào khác không. Cái cây son cầm lên nó rất là vừa tay luôn á, mà cái thiết kế nó cũng đẹp. Nó là cái dạng như cái thân son nó là bằng thiết nha cả nhà, chứ không phải là bằng nhựa. It's just lovely from the design and the color inside. I will try to see how it's gonna be and we'll order a whole set of this cosmetic Catrice. Còn cái này thì khỏi chê rồi. Màu đồng, nhũ, đồng hay là màu bóng rút gì đó. Và những cái tông màu Vân rất là thích luôn. Khi mình đánh lên nó sẽ rất là đẹp cho cái da. Và đây cái da tay. Và đây là lại một lần nữa. Kem nền. Vân thấy, Vân có xem trên YouTube thì Vân thấy cái review của cái chai này rất là tốt nha cả nhà. Nó chờ tí xíu đi, Vân đi lấy mấy cái này xong Vân sẽ quay lại nha. Này cả nhà, Vân đã quay lại rồi. Nó cái review thứ nhất là về cái chất kem, đồ che phủ rất là tốt. Giá thành thì là phải chăng, không có mắc. Nó trung bình, nó bình dân, nó cũng thuộc loại mỹ phẩm bình dân. Nó giống như cái hũ kem nền Wet n Wild này của Mỹ. Tuy là mình super affordable but very good review from the product. The coverage is just super, super nice. This is the product from USA, America, Wet n Wild. Photo focus for the foundation. And today I just got a new product from, it's new for me, and a new product from Germany, Catrice. Yeah, HD liquid coverage, and I'm gonna use for the next time and see how it's gonna be. Có một cái Vân thích là cái đầu bơm của nó mà. Chắc là một cái dạng bơm để lấy kem ra cho nó dễ dàng đó. Đến bây giờ Vân vẫn rất là thích cái chai kem nền này. Vân rất là thích cái chai kem nền này của Wet n Wild. Và hôm nay Vân mới phát hiện ra một điều nữa là Vân có một cái chai kem nền của Max Factor Healthy Skin Harmony. Nhưng mà vì lần trước á, Vân mua cái màu này thì nó hơi nâu quá. Nó nâu rất là nhiều so với cái tông da, làm cho cái gương mặt của mình đó, nó cũng không phải là nó bị tối, nhưng mà nó nâu theo cái kiểu là mình đi ăn tiệc á. Đó là Sam 60, cái màu nâu da số 60 thì nó hơi lại tối. Thì hôm kia Vân có thử, Vân nói thôi lâu quá mình cũng không có sử dụng, tại Vân thích cái chất kem của cái Max Factor này lắm. Và khi mà mua lần đầu thử thì cũng được giảm giá, cho nên mua thử để xài. Đó thì Vân mới nói thôi mình sử dụng một tí xíu những cái vùng nào nó tối màu, tối
tối đa, ví dụ đợt nguyên mấy tuần vừa rồi đi làm chiều á, thì Vân cũng đi về cũng trễ cho nên đành phải thức khuya đó, cho nên thức khuya rồi mình mới nghĩ là ok mình thử dưới vùng mắt rồi xong rồi Vân trộn chung với lại cái màu này thì thật ra nó rất là tuyệt luôn. Hôm nay Vân đánh thử luôn đó đó. Thường bây giờ là Vân cũng hay tự động Vân mix màu lại với nhau lắm để cho nó hợp với tông da. Còn đây là cái kem nền của L'Oreal True Match Foundation, Vân sử dụng thường xuyên cho công việc đi làm hàng ngày thôi, một lớp mỏng mịn để cho cái gương mặt của mình nó gọi là nó xinh xắn, nó tươi tắn một tí chứ không có đánh nhiều mỗi ngày đi làm. This is the very simple foundation from L'Oreal, but really nice also for my daily work. Đây, Vân vẫn còn rất là thích cái kem nền cushion của Estee Lauder, Double Wear Nude Cushion Stick của Estee Lauder. Và vì cái tông màu cũng mới lần đầu order thử, nó cũng khá là nâu, nó nâu y chang như cái tông màu của Max Factor, cho nên Vân cũng sử dụng. Và nó cũng, thứ nhất giá nó cao, thứ hai cái dung tích của nó cũng không có nhiều so với cái giá tiền mà mình mua, cho nên đó là lý do tại sao nó mắc. Thì Vân cũng không có dám sử dụng thường xuyên hàng ngày đi làm, bởi vì nó làm cho cái tông da của mình nó hợp với đi chơi nhiều hơn, cho nên Vân cũng sử dụng để đi chơi vào những ngày cuối tuần á. Đây là tất cả những cái có kem nền mà mình có, Vân có luôn của cả Maybelline luôn, nhưng mà nó đã hết rồi, nó còn một tí xíu thôi. Và một tí xíu của Lancôme. Đây, super affordable cosmetic from USA, Wet n Wild for the Focus Foundation. Thứ hai, a new product for me, Catrice HD Liquid Coverage from Germany, of Germany. Cái thứ ba là mấy cái này nó rất là đơn giản. Cái thứ ba là cây cushion stick của Estee Lauder. Estee Lauder. Thứ tư và thứ năm thì của Max Factor và L'Oreal. Đây là tất cả những cái đơn giản mà Vân có, Vân sử dụng. Thật sự là Vân rất là thích cái hôm nay thử cái hộp phấn mắt này, rất là ưng ý luôn, rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, không phải là mình mua, mình xài, mình làm, mình khen, nhưng mà những gì nó có thì mình cũng chia sẻ thiệt với cả nhà. Còn nếu nó không đẹp thì mình không có lên đây mình ngồi mình nói tào lao. Đó, mọi người nhìn đi, nổi cái hộp phấn thôi là nhìn là đã thích rồi đúng không? Thì khi hôm nay Vân thử lên á, cái chất nhũ, cái chất của cái màu mắt á, coi như đánh tới đâu là nó ăn trên mắt là tới đó đó. Mọi người nhìn thì cũng đã có thể thấy, may là chỉ là cụ bắp đánh rồi đó, mà cái hộp này mà còn rớt vào những cái người Vân quen biết nhưng mà hay đi đánh trang điểm chuyên nghiệp cho mọi người á, thì nó còn đẹp tới đâu nữa. Rất là xinh, màu tông đã vậy là tông vàng đồng rêu nữa đó. Đây là những cái mà Vân suốt ngày á, bây giờ lên đây á là cũng hay nghiên cứu hàng online trên mạng, thấy cái gì đẹp là save, là lưu cái đường link đó lại gửi chồng xã, cho nên ông cũng biết được những cái này rất là rành bây giờ đó. Ok, hôm nay lên là cũng muốn chia sẻ với cả nhà cái niềm vui, những cái mà mình có được ở trong cuộc sống, mình rất là trân trọng và cảm thấy luôn luôn trân trọng và cảm ơn những gì mà nó đến với mình. Một phần chắc chắn đó là cái năng lực, cái công sức của bạn nữa, nhưng mà phần khác thì cũng là cái sự may mắn nó tới với mình. Cho nên tuần sau rất là Vân rất là háo hức đến tuần sau
Tại vì khu vực đó thì Vân cũng hay thường chạy qua chạy lại, Vân cũng giúp này giúp cái kia, nhưng mà Vân có làm Vân sẽ học hỏi nhiều hơn nữa, chuyên về cái khu vực đó. Mình đứng máy mà máy móc thì mỗi nơi nó mỗi khác nhau, nhưng mà vì tính chất công việc nó cũng hơi gọi là cái gì ta, confidential là cái gì, nó cũng hơi bảo mật á, cho nên mình không có thể chia sẻ nhiều hơn, chứ mình ước gì mình còn có thể chia sẻ được nhiều hơn nữa đó. Và đây là hai cái dầu thơm rất là dễ thương, cũng hy vọng là lần sau á mình mua hàng mình sẽ được gửi hoài tất cả những cái tip này. Nếu mà bạn nào mà mua đồ nhiều á thì cũng có thể mình sẽ tặng, mình sẽ dành tặng cho. Này cả nhà thấy cái băng đồ của mình dễ thương không? Bây giờ điệu lắm. Qua đây rồi á, tự nhiên những cái thói quen, những cái sở thích nó cũng thay đổi, nó cũng có thay đổi. Vì bên này á, coi như là mỹ phẩm hàng hà sa số cả một thế giới luôn. Nên khi mà vào bước vào cái store của họ đó, là không thể nào mà nghĩ là thôi ok hôm nay chỉ đi chơi cho nó vui thôi, nhưng mà không thể nào bước ra mà không mua cái gì hết. Đó là lý do. Nhưng mà một phần nữa là Vân cũng khi mình đi làm mình cũng phải biết gọi là gì ta, tự thưởng cho mình những cái món đồ mình thích đó. Nhưng mà cũng không phải là phung phí, phải thích, dù nó có rẻ nhưng mà phải thích, phải xài thì mới mua, còn không thôi thì cũng không mua. Bởi vì mua về á, cứ nghĩ là rẻ mua mua nhưng mà không xài rồi nó cũng sẽ rất là phí phạm của. Và đa phần là Vân Vân mua đồ là Vân được những cái đợt giảm giá không á. Đây hôm nay Vân có đánh một tí xíu mà cả nhà thấy phần hải loại sáng không, cũng tập tành học hành học hỏi lu bu trên YouTube chơi. Đây là cái hộp của Technic Highlighting Powder, cái màu highlight nhũ cũng khá là đẹp luôn, coi như là cũng đánh tới đâu là nó ăn tới đó luôn á, nó không có bị rớt bụi ở trên mặt nó, mọi người nhìn nó. Đó, Vân cũng có xài một tí xíu highlighting ở đây theo cái cách người ta chỉ, để tự quánh cho mình thôi. Rất là thích cả nhà nha. Ok. coi như cũng chia sẻ với cả nhà hết những cái món đồ yêu thích của những món quà yêu thích của lần hôm qua mà ông xã đã mua cho Vân, mà cũng lên đây thật ra là ngồi để nói chuyện cho nó vui, và cảm ơn rất là nhiều và luôn trân trọng những cái sự quan tâm của các bạn ở xa, đã luôn gọi là gì tham gia cùng với những cái lần nói chuyện với Vân. Cho nên bây giờ mình chỉ có chú tâm vào những cái gì tốt, cái gì đẹp, cái gì vui, cái gì hạnh phúc. Còn những người nào mà đàng hoàng, tử tế, dễ thương, dù ở bên này hay ở bên Việt Nam, còn những cái thành phần bất hảo á, mình không có quan tâm tới. Đó, mình không có để tâm tới, mình không phải là mình không nói ra hoặc là mình không làm gì hết là mình sợ. Không, đối với Vân, Vân rất là thẳng thắn, Vân không sợ ai mà cũng không sợ gì mà mình không dám nói. Nhưng mà bây giờ cuộc sống mọi người cũng biết nó rất là vội vã hối hả, cho nên mình chú trọng những cái hay, cái tốt, cái đẹp và những con người dễ thương thôi. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Và cảm ơn một lần nữa, cảm ơn cả nhà luôn quan tâm theo dõi, và chúc cả nhà có một ngày chủ nhật thật là vui, tươi, hạnh phúc và một tuần mới làm việc tràn đầy năng lượng nha. Lần sau Vân sẽ thử đến cái kem nền này và sẽ chia sẻ với cả nhà về cái chất của nó như thế nào. Đó. Mình cũng nói lại nữa là không phải là, nói chung là mình cũng thường xuyên nói đi nói lại để tránh những cái lời nói ra nó vào nó không hay, nói chung cái nghiệp á.
Mình không có trang điểm, mình không phải là một người chuyên nghiệp để lên đây ngồi mà dạy hoặc hướng dẫn ai làm bất cứ cái gì hết. Mình chỉ là chia sẻ những cái mà mình cảm nhận nó là ok, những là cái gì nó là tốt, những là đẹp thôi, để cả nhà cùng biết, để cho nó xem cho nó vui thôi ha. Ok, cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Chúc cả nhà có một ngày thứ bảy chắc bây giờ mọi người cũng đã ngủ rồi, bên đó mọi người chắc cũng ngủ ngon rồi đó. Và một ngày chủ nhật cũng như một tuần mới thiệt là vui tươi hạnh phúc nha cả nhà. Love you all. Goodbye. Thanks for watching as always. I wish everyone has a really nice Sunday and a really good week ahead.